Thank you.
ăn thì nướng cá, nướng thịt đấy ạ. Không ạ? Vâng. Cần được gan, được gan. Con đèn sơn không? Đây. Có một cái cục to to. Cái này vụn thì lại vụn quá nhỉ? Ừ. Sao mà cái này vụn này? Em thấy á. Tại nó. Cái này chị phải bửa cơ, nếu mà cái to quá chị bửa cơ. Than này đẹp phết nhỉ. Cái này nướng thịt, nướng vịt quay các kiểu là được. Lấy cái loại này là vừa rồi, vừa đẹp rồi. Sau lấy cái than đẹp đẹp nhá. Đây này là lần đầu tiên. Sao làm lấy cho đẹp. Đẹp thấy bà kia nó bao nhiêu tiền một bao? 100 nghìn.